Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sáng ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 trực tuyến với 63 địa phương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh 9 tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính phủ, lãnh đạo chính phủ và bộ ngành địa phương quyết liệt và bám sát tình hình thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu phải thúc đẩy nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn nữa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, các địa phương thì theo dõi sát cái tình hình và phản ánh chính sách kịp thời với một cái tinh thần là quyết tâm cao độ, nỗ lực hết mình, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các cái mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024 và tạo đà cho năm 2025. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên cho tăng trưởng. Đấy. Mà ưu tiên cho tăng trưởng thì chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ phải và các chính sách khác là phải phối hợp hài hòa, hiệu quả và kịp thời và tập trung cho ba cái động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và các cái động lực tăng trưởng mới là kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Thủ tướng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như dứt khoát không để thiếu điện, thiếu xăng dầu, thiếu nước, thiếu thuốc, vật tư y tế, các yếu tố đầu vào cho đời sống nhân dân, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, số hóa, tiếp tục xử lý một số vấn đề tồn đọng kéo dài, trên tinh thần vừa quản lý, vừa kiến tạo không gian phát triển mới. Sáng ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương, dự và phát biểu tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chia sẻ các cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó đặc biệt coi trọng nhiệm vụ phải phát triển thủ đô ngang tầm khu vực và thế giới. Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế để tiếp tục xây dựng và phát triển thủ đô, đồng thời tạo động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhận lời mời của Thủ tướng Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sorsay Sinphandon, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự lễ khai mạc trọng thể phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN, đối thoại với đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Thanh niên ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã chia sẻ các định hướng quan trọng cho ASEAN trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị ASEAN cần chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt và tận dụng các thời cơ, động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới nổi khác. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canada và Australia. Thủ tướng có cuộc ăn sáng làm việc với ba thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng thời, ba thủ tướng có cuộc ăn sáng làm việc đặc biệt với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Trước đó, trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thực hiện năm tiên phong, cùng chung tay, góp sức, ủng hộ cùng chính phủ các nước ASEAN, đẩy mạnh kết nối các nền kinh tế, các nước ASEAN tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường và là tâm điểm của tăng trưởng. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sinh Sulit,
gặp Thủ tướng Chính phủ Lào Sổn Say Sinphandon, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phon Vi Hẳn, gặp Thường trực Ban Bí thư Phó Chủ tịch nước Lào Bông Thun Chit Mani. Các nhà lãnh đạo Lào và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí trong thời gian tới, hai bên cần tập trung thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kết quả cuộc gặp giữa hai bộ chính trị Việt Nam-Lào gần đây tại Hà Nội, tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào và giữa ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao các nước, tổ chức quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Australia, Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Canada, Phó Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Thủ tướng đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Châu Á phát thải ròng bằng không lần thứ 2 và tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 19. Tham dự lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan và lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia. Sáng ngày 12 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội chuyển đổi số quốc gia 2024. Thủ tướng nêu rõ, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những kết quả đạt được. Còn nhiều việc phải làm phía trước. Để thực hiện được chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào, sức việc đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, phấn đấu đưa toàn bộ các dịch vụ công lên các nền tảng số, nâng cấp nền kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số một cách thần tốc, hiệu quả, có tính bứt phá toàn diện hơn, thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở trình độ cao, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mạnh, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024. Sáng ngày 8 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ và tình hình triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh Hải Phòng thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, các chủ trương hỗ trợ sản xuất kinh doanh sau bão, dành nguồn lực đáng kể để cho vay ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi nhanh sau bão và đề nghị Hải Phòng quan tâm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công hơn nữa. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực đi thị sát, kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn và công tác di rời các hộ dân tại khu chung cư cũ tại phường An Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tại Quảng Ninh, bên cạnh việc khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực tới thăm nhà máy ô tô Thành Công, Việt Hưng tại thành phố Hạ Long. Ngày 11 tháng 10, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tổ công tác số 1 theo quyết định số 1006 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khắc phục các hạn chế, yếu kém trong giải ngân đầu tư công. Địa phương phải tăng tốc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản chiều ngày 8 tháng 10. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm ban hành các quyết định theo thẩm quyền, mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, việc huy động nguồn lực đất đai, vận hành của thị trường bất động sản, thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở. Sáng ngày 9 tháng 10 tại Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp đánh giá công tác bảo đảm thông tin chỉ đạo điều hành trong phòng chống thiên tai, tình huống khẩn cấp, kết quả triển khai luật phòng thủ dân sự, xây dựng nghị định và tổ chức Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Phó Thủ tướng giao các cơ quan có chức năng dự báo, cảnh báo, giám sát như khí tượng thủy văn, đê điều, hồ chứa, ra soát, đề xuất dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ,
phần mềm trí tuệ nhân tạo để phân tích, xây dựng các mô hình mô phỏng, phục vụ công tác chỉ đạo, ra quyết định. Chiều 8 tháng 10 tại tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri, nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025. Ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng trao đổi nhiều thông tin liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội tới đây. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến góp ý của các địa phương, của nhân dân để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Đánh giá cao nỗ lực của Kiên Giang trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua, Phó Thủ tướng nhìn nhận tỉnh có tăng trưởng khá với nhiều điểm sáng so với các năm như chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xử lý vấn đề chống khai thác các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp không có báo cáo và không được quản lý để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Dự diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2024 sáng ngày 9 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế là không có ngày nghỉ, không có giờ hành chính. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét 30 dự án luật, dự thảo nghị quyết nhiều hơn so với các kỳ họp trước, trong đó có các dự án luật được đề xuất theo phương án 1, luật sửa nhiều luật để giải quyết các vấn đề cấp bách của cuộc sống. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành cần tiếp thu tinh thần cầu thị để chỉnh lý, đưa vào các dự thảo văn bản và trình một cách thỏa đáng. Ngày 7 tháng 10 tại thành phố Hamburg, Đức đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Hamburg về phát triển bền vững với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Đức, Quỹ Đầu tư Khí hậu, Quỹ Khí hậu Xanh và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Châu Á-Thái Bình Dương để bàn về các vấn đề quan trọng như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thu hút đầu tư. Nhân dịp dự hội nghị, Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với Đức, đồng thời đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn cho đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng có cuộc làm việc với Giám đốc điều hành Quỹ Khí hậu Xanh. Phó Thủ tướng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và đề nghị hỗ trợ tài chính để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Giám đốc điều hành Quỹ Khí hậu Xanh ghi nhận và đánh giá cao những cam kết nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định việc ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong tiếp cận các nguồn lực tài chính. Ngày 8 tháng 10 tại Lào đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN và Hội đồng Điều phối ASEAN. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự các hội nghị. Phát biểu tại các hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, đưa ASEAN vượt qua các thách thức, giữ vững đà xây dựng cộng đồng, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, đoàn kết, vai trò trung tâm được củng cố, tự chủ chiến lược được nâng cao, tạo cơ sở vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Bày tỏ ủng hộ Timor-Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN, Phó Thủ tướng Bộ trưởng đề xuất xây dựng lộ trình cụ thể cho việc Timor-Leste tham gia các văn kiện pháp lý của ASEAN, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho sự tham gia của Timor-Leste. Cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn quan trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 104 ngày 8 tháng 10 năm 2024, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, đẩy nhanh tiến độ, giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng, khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.